Vâng, mình chào các quý anh em. Hôm vừa rồi thì Zipman có về hai mẫu bật lửa này, thì hai cây này là bằng đồng copper anh em nhé. Copper là đồng đó ấy. Thì hai cây này đều có chung một cái chủ đề về tôn giáo, thì mình sẽ làm clip nhanh giới thiệu cho anh em xem nhé. Để cho anh em tiện theo dõi thì mình sẽ cất cái hộp đi anh em nhé. Vâng, thì hai chiếc bật lửa này nó đây anh em nhé. Để cho anh em tiện theo dõi hơn ấy, thì cây này có tên là bật lửa Roro Bát Nhã Tâm Kinh đồng copper anh em nhé, và mã số là RR82 đấy. Còn cái cây này là bật lửa Roro Copper chủ đề về Quan Âm Bồ Tát anh em nhé, mã số là RR83 anh em nhé. Đấy, hai cây này thì nó có chung một kích thước anh em nhé, không khác nhau gì hết và có chung một chất liệu luôn. Thì mặt trước ví dụ như cây này được khắc nổi này, cây này thì khắc vân nổi ở hình khắc chìm này. Đây. Bản lề của hai cây này thì đây anh em nhé, nó rất là kín. Mấy cây này thì nó cầm xăng khá là tốt đấy. Về mặt sau thì đây, đây. Cây này thì có cái dòng chữ Hán này. Đây là chủ đề về Bát Nhã Tâm Kinh anh em nhé. Đây nó họa tiết như thế. Mộc đáy thì có ghi chữ Roro, tức là tên thương hiệu Zoro anh em nhé, và copper là chất liệu của nó. Bên trên đây thì cũng có dòng chữ anh em nhé. Đấy. Đi đến cây này thì nó cũng tương tự như thế. Đây mặt trước như thế này, có một màu vàng hồng rất là đẹp anh em nhé. Mặt sau thì có họa tiết như thế này. Đấy, chủ đề tôn giáo ở các cạnh bên đây. Đấy, mộc đáy thì cũng như thế anh em nhé, cũng có chữ copper như thế. Bên trên đây, bên trên cũng có dòng chữ như thế này. Ok, thì âm thanh đây ạ. Đấy, âm thanh đấy anh em nhé. Còn xem cái này âm thanh nó như thế nào. Đấy, thực ra thì âm thanh nó xem nhau anh em nhé, không không có khác nhau là bao nhiêu. Đấy, bánh xe rất là bén. Hai cây này thì ruột nó như nhau anh em nhé. Đây, ruột nó như thế này. Đây, bên trong thì nó như thế này đây. Đây. Nó như thế anh em nhé. Trong đây có một cái lát thép này. Cái lát thép này nó đẩy ra thì làm cho cái ruột chắc chắn hơn anh em nhé. Cây này thì mình mới nhập về thôi. Còn mình cũng đã từng bán một vài cái mẫu copper như thế này. Thì khách bảo là cầm xăng tầm khoảng 7 ngày anh em nhé. 7 ngày thì không biết là khách dùng cái phương pháp nào để cầm xăng tốt hơn chưa, nhưng mà 7 ngày thì mình thấy là khá hợp lý anh em nhé. Hai cái này thì bằng giá tiền nhau anh em nhé. Giá thì hiện tại shop đang sale chỉ có 480.000 một cây thôi, 480.000 một cây. Ok, anh em muốn lấy cây nào thì cứ nhanh tay alo cho shop nhé, hàng đến nơi anh em kiểm tra đúng hàng rồi mới nhận, nên là anh em rất là yên tâm. Mọi thông tin thì anh em cứ lên Google ở chữ zipman.vn nhé. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Kính chào tạm biệt ạ.